Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Getafe và câu lạc bộ Girona. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 24 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 4 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Và các cầu thủ Getafe sẽ tiếp đón Girona trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì hai đội sẽ đá với mức kèo chính là kèo đồng. Mức kèo cũng có thể tăng 0,25 và tăng nữa là 0,5. Đó là mức kèo phụ do đội chủ nhà Getafe sẽ chấp Girona, và cũng có mức kèo phụ khác là đội khách Girona sẽ chấp ngược lại chủ nhà Getafe với mức kèo là 0,25. Tuy nhiên thì cái bàn thắng của Girona nó sẽ cao hơn một chút. Mức tài xỉu trận đấu này là hai trái 2,25 và 2,5. Tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo, thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm cho đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì 5 lần gặp nhau gần nhất của Getafe và Girona thì Getafe thắng 1, hòa 3 và thua 1 trước Girona. 5 trận thi đấu gần nhất của Getafe thì Getafe thắng 1, hòa 2 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Girona thì Girona thắng 3 và thua 2. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn đội khách Girona kèo đồng hoặc là được chấp 0,25. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Girona phải đi làm khách, tuy nhiên thì nếu mà xét về thể lực và chiều sau đội hình ở trận đấu này thì Girona họ có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất, cho nên là họ cũng không thua kém gì Getafe đâu các bạn. Thứ hai đó thì các bạn lựa kèo đồng hay kèo phụ là Girona được chấp. Nếu như mà hai đội có hòa nhau một lần nữa thì chúng ta chọn cửa Girona, chúng ta cũng chỉ từ quầy kèo đến thắng được nửa kèo mà thôi. Và thứ ba nó thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu thì mặc dù là cái thành tích đối đầu của hai đội ở 5 lần gặp nhau gần đây thì đang khá là cân bằng, tuy nhiên thì Girona vẫn đang có phong độ tốt hơn Getafe rất là nhiều. Và với phong độ ổn định cộng với thực lực cũng không thua kém gì, mà cái sự mất phong độ của Getafe thời gian đây nữa thì đây sẽ là cái cơ hội rất là lớn để cho Girona có thêm một chiến thắng nữa và cải thiện vị trí của mình ở bảng xếp hạng. Trận đấu này mà nào tôi tưởng mình ưu tiên đi cửa đội khách Girona kèo đồng và được chấp nha. Trận đấu này đá Girona cũng khá là thơm. Mức tài xỉu trận đấu này là hai trái 2,25 và 2,5. Thì hai đội bóng này nó thực lực nó cũng khá là tương đồng với nhau, cũng không quá gọi là chênh lệch đâu. Với lại là những lần hai đội gặp nhau trước đây á, thì mình thấy nó cũng từ 3 bàn trở lên. Với lại là cũng không có trừ khả năng là Girona với phong độ ổn định và Getafe mất phong độ thì Girona họ sẽ thắng đậm được Getafe thì sao. Mình nghĩ trận đấu này sẽ có tỷ số là 2-1 nghiêng về cho Girona hoặc là 3-1. Bây giờ tôi tưởng mình ở ưu tiên đá cửa tài trận đấu này. Nhưng mà thật sự thì trận đấu này theo mình thì các bạn có thể là chọn cửa Girona không mà được rồi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và sẽ là 0,75. Giờ với phong độ ổn định thì mình nghĩ là hiệp 1 Girona họ cũng sẽ không thua đâu, có thể là có bàn dẫn trước nữa, thậm chí là hai bàn. Thì hiệp 1 các bạn chọn Girona kèo đồng nha và đá tài 0,75. Tất cả trận đấu chốt kèo là chọn cửa Girona và tài ở hai một cú vậy. Chúc anh em may mắn nha.